Thôi, 5000X tuyệt phẩm của những dòng loa cổ như là Sansui Pioneer 77A, 88A, 99A với công suất nguồn lên tới 280W và 3 cầu loa. Bởi vì công suất khỏe nên máy trang bị 3 cầu loa ABC hoặc A cộng B, A cộng C. Các bác có thể chơi một cùng lúc 2 cầu. Ghép những cặp loa cổ kể cả những loa Mỹ, loa Nhật, loa châu Âu đều rất là hay. Nó là dòng sức âm tụ nên các bác thiên về tiếng ấm áp thì sức âm tụ vẫn lựa chọn hàng đầu. Nên em vẫn nói các bác là con 5000X bao nhã là trùm phân khúc dưới 20 đô lại. Còn các bác nào mình tài chính cao hơn thì mình chưa chọn lựa sản phẩm cao hơn. Máy đẹp xuất sắc đó nha. Đây là những con ở thời kỳ bờ rề 75 cho đến bây giờ, nó trải qua rất là nhiều năm rồi, khoảng mấy chục năm rồi, nhưng mà bên Mỹ họ giữ rất là kỹ các bác. Máy đẹp keng hết nha, sexy 7 màu. Máy em bao zin hoạt động hoàn hảo nha, về các bác vừa trưng bày vừa nghe nhạc. Ghép với những con Akai bên cối để phía trên nó nữa là một bộ luôn các bác, tuyệt vời luôn nha. Thùng gỗ các bác đẹp keng hết nha. Những con này là hàng sưu tầm, phục vụ nghe nhạc vàng. Nó thể hiện những bài nhạc tiết tấu chậm rãi, nhạc và bolero cực kỳ là tuyệt vời luôn nha. Tiếng ấm và thể hiện dải trung rất là hay. Đây là phía sau của máy nha, ba cầu loa. Series là 3022. 3022. Tất cả ốc là sáng tròn, đẹp keng, nói chung là máy chắc Mỹ về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Chạy 4 cầu điện, hiện tại máy đang sử dụng điện 110 120. Các bác nào muốn sử dụng điện 220 thì mình có thể chuyển cầu qua nha. Đấy, nó chạy con 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Đấy, bề ngoại thất thì thùng gỗ là đẹp keng hết nha, gọi là xuất sắc. Giá 17 năm đã bao gồm phí ship nha. Bác nào lấy thì cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 17 triệu 300 là các bác đã sờ một con 5000X rồi, sức âm tụ rồi. Quá tuyệt vời trong phân khúc. Và nếu các bác cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Con này còn cả cái này, cái túi mà đựng catalog này các bác. Đấy, phía dưới là bốn ốc. Các bác muốn mở máy ra thì các bác mở bốn ốc phía dưới rồi mở bốn ốc xung quanh nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con 5X. Đây, cái rồ đài rất là sáng các bác. Hai bốn tụ. Đây là cái phần nhận tín hiệu vào. Sexy là keng hết nha. 17 triệu 500 cho ấy, nó chạy 4 con Toshiba chỉ đó nha, 4 sổ sách á. Thì dòng 5000X nó sẽ có hai đời, đời chạy sò Sanken và đời sò Toshiba chỉ đó nha các bác. Đấy, máy đây là tổng quan của máy nha. Đấy, sexy 7 màu nha. Máy kem, đây là bo, hai cái bo đài của nó này, bo âm sách các bác, là những tụ. Đây, các bác nào mình cần một con âm ly đài nghe nhạc vàng thì lựa chọn nghe con 5000X này nha. Máy đẹp xuất sắc nha các bác, trải qua mấy chục năm rồi nhưng mà ở thị trường Mỹ về thì nó không khí nó tốt hơn nên là nó giữ được con máy khá là xuất sắc. Nói chung là máy chắc bãi về thì chất lượng linh kiện nó sẽ tốt hơn những con máy đã qua sử dụng tại Việt Nam nha. Hiện tại điện 110 nha, bác nào muốn xài điện 220 thì phải báo em chiến chuyển dùm cho các bác nha. Đây là cái phần chuyển điện này, à, chuyển điện này các bác. Đây là tăng phô, bốn tụ nguồn. Đây là phần đài. Đấy, các bác thấy này, hai cái bò. Đấy, mặt được sáng tròn nha, mặt thủ công các bác, rất đẹp nha. Đây là hai số điện thoại chính của em nha, bác nào lấy thì cứ alo cho em trực tiếp qua hai số điện thoại này. Đây là phía dưới của con 5000X bao nhã nha các bác. Đấy, tất cả nguyên mộc mạc nha, bốn cái tụ xuất âm này. Đấy, hay nguyên mộc nha và tụ đẹp quá không các bác. Các bác thấy mẫu hàng nguyên mộc của nó nha. Đấy, đây là phần ra loa này các bác, ra loa này.